càn cảnh nơi thờ Xá Lợi trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Công trình Việt Nam Quốc Tự được khánh thành sau 3 năm xây dựng với kinh phí 250 tỷ đồng. Đây là trụ sở mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi sẽ diễn ra các sự kiện lễ hội Phật giáo thành phố. Ngày 7 tháng 11, Chư Tôn Đức Giáo phẩm Ban Chứng Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành Việt Nam Quốc Tự, trụ sở mới của Ban Trị sự Phật giáo thành phố tại đường 3 tháng 2, quận 10. Ngôi chánh điện được xây dựng trên khuôn viên đất hơn 7.200 m do Ủy ban Nhân dân thành phố bàn giao thêm cho Ban Trị sự Phật giáo thành phố quản lý vào năm 2014 nhằm mở rộng và xây dựng Việt Nam Quốc Tự thành một trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh. Việt Nam Quốc Tự được khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 10 năm 2014 nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19 tháng 9 Giáp Ngọ là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, cũng là để kỷ niệm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án Việt Nam Quốc Tự là 250 tỷ đồng, trong đó phần chánh điện được đầu tư với chi phí 180 tỷ. Hiện công trình khu liên hợp chánh điện, khu hành chánh văn phòng ban trị sự, hội trường, phòng khách, nhà tăng, tầng hầm để xe đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Hạng mục công trình bảo tháp 13 tầng cao 63 mét cũng đang thi công xây dựng đến tầng thứ 11. Đây là công trình kỷ niệm cuộc đấu tranh bắt bạo động đòi hỏi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963 với sự tham gia của 13 tổ chức Hội đoàn Phật giáo. Nơi đây dự kiến sẽ tôn thờ Xá Lợi trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Hạng mục công trình quy mô 5 tầng gồm có tầng hầm để xe, tầng hội trường, tầng khu văn phòng, tầng phòng tăng và chánh điện thờ các tổ sư. Mai chánh điện có nhiều tầng với nhiều hoa văn có màu vàng và nâu. Phía trước chánh điện, lầu chuông bên phải đặt đại hồng chung do làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế tôn tạo. Quả chuông có chiều cao 2,9 m, miệng chuông rộng 1,6 m, trọng lượng 3 tấn, hoa văn trang trí trên chuông với họa tiết thuần Việt. Trong đó nổi bật với hình ảnh cánh sen chữ Việt Nam Quốc Tự bằng tiếng Việt mang đậm phong cách trang trí văn hóa Phật giáo Việt Nam. Lầu bên trái chánh điện là chiếc trống lớn, đài cổ Pháp đặt cao hơn 2 mét. Hành lang hai bên chánh điện bậc tam cấp lên xuống rộng rãi. Lan can xung quanh các tầng của chánh điện được làm bằng đá với nhiều hoa văn. Các cánh cửa xung quanh chánh điện được thiết kế theo kiến trúc nhà, chùa của người Việt. Những dãy đèn được làm cách điệu với nhiều hoa văn đẹp mắt. Hội trường tổ chức các sự kiện tại tầng 1 có diện tích 730 m², sức chứa 1.000 chỗ ngồi và hành lang mở rộng có thể chứa được 3.000 người. Hạng mục quan trọng nhất của công trình là chánh điện và nơi thờ các tổ sư với tổng diện tích hơn 2.000 m², có sức chứa khoảng 1.500 người. Tượng Phật tại chánh điện được tôn tạo và hoàn thiện tại chỗ do Tăng Ni Phật tử miền Bắc cung cấp với kỹ thuật của các nghệ nhân làng Đồng Ý Yên, Nam Định. Tượng cao 7,5 mét tính cả tòa sen nặng 35 tấn được rót đồng vào ngày 31 tháng 10 năm 2015. Phía trước tượng Phật là hai cây nến có đường kính gần 40 cm được khắc nhiều hoa văn rồng tinh xảo. Hai bên cánh điện là tượng 18 vị La Hán. Các bức tượng hai bên cửa chánh điện cũng được làm rất công phu. Trần chánh điện được thiết kế nhiều chùm hoa sen kết hợp với hệ thống đèn điện rất hài hòa. Mê mẩn trước căn biệt thự đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh của tỷ phú Jack Ma. Căn biệt thự của ông không chạy theo xu hướng hiện đại, đẳng cấp và tân tiến như những tỷ phú khác trên thế giới, mà ngược lại được thiết kế theo phong cách cổ điển như một biệt phủ, nơi ở của quý tộc quan lại thời phong kiến. Trong những bộ phim cổ trang xưa, chúng ta cũng thường thấy những hình ảnh tương tự mà dân gian gọi là đào hoa viên, từ ngữ chuyên để gọi những nơi tiên cảnh chốn bồng lai. Vì rất yêu thích phong cách thiết kế cổ xưa, nên Jack Ma đã xây dựng biệt viện
Tạm gọi cho phù hợp với bối cảnh ngôi nhà của Jack Ma khá rộng lớn, bao gồm 32 phòng ngủ, 32 phòng tắm, ao hồ phủ sương khói 24/24, bể bơi và hầm rượu vang. Số tiền 154 tỷ đô la không phải là gió, chúng được đổ vào để trang trí và thiết kế biệt viện này cho đúng với phong cách mà Jack Ma muốn. Ông không tiếc tiền để tìm lại cảm giác chốn tiên cảnh ngày xưa. Đây là cái nhìn tổng quan về biệt viện của Jack Ma với diện tích khoảng 1.663 mẫu, được bao quanh bởi hồ Đất Xu. Phòng khách pha trộn nét hiện đại và truyền thống của Trung Quốc cho một cái nhìn hùng vĩ và choáng ngợp. Tất cả 32 phòng ngủ thuộc biệt viện của Jack Ma đều được xây dựng hướng về phía Bắc để đón ánh nắng mặt trời, hay còn gọi là đón khí dương, theo quan niệm của người Trung Quốc. Biệt viện này mất tổng cộng hơn 3 năm để xây dựng và trang trí, với tâm huyết được đặt nhiều tại các hòn non bộ, ao thả cá, tựa như tiên cảnh chốn bồng lai, được thiết kế chủ yếu theo phong cách truyền thống của người Trung Quốc, với những mái nhà bị lật, con vốt đậm chất kiến trúc Tô Châu, đi kèm là những cột chống bằng gỗ nguyên bản, có kích thước lớn và dài. Với khuôn viên biệt viện được thiết kế theo đúng nguyên bản của cung điện thời xưa, với tường bao, cây trúc xanh và lối vào, trên mỗi lối dẫn vào khu vực sinh sống có gắn biển khu vực để phân biệt dành cho những khách tới thăm, tránh tình trạng lạc đường do không gian quá rộng lớn. Những ao hồ phủ sương 24/24 này được thực hiện mô phỏng theo vườn cổ điển của Tô Châu, nơi được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Hầm rượu vang được thiết kế theo hàng lối ngay ngắn theo phong cách đặt tấu chương thời xưa. Mỗi hàng rượu vang được đặt ở một khu vực cố định. Cùng với những khu vườn được trang trí đẹp tuyệt vời theo phong cách Đông Nam Á, câu chuyện cổ tích thời xưa tại Trung Quốc lại tiếp tục được kể qua trí tưởng tượng và bàn tay thiết kế điêu luyện. Biệt viện của Jack Ma cách thành phố Thượng Hải khoảng 1,5 giờ lái xe, và với những gì bạn đã tận mắt chứng kiến từ trên, thì con số 154 triệu đô la mà Jack Ma bỏ ra không phải là hoang phí. Ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy được độ chịu chi và phong cách sống đặc biệt của một nhà tỷ phú đương thời. Xôn xao biệt phủ của quan về hưu. Hai căn biệt phủ nằm ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lên đến hàng ngàn mét vuông, được xác định là của hai quan chức đã về hưu. Dư luận đang xôn xao thông tin về hai căn biệt phủ của hai quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, một căn rộng gần 7.000 m2 nằm cạnh bờ sông Sài Gòn trước cảng An Sơn, thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Căn này được cho rằng thuộc sở hữu của một nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Xung quanh căn biệt phủ được thảm cỏ cổng cao hơn 2 m và cửa ra vào đối diện bờ sông. Căn thứ hai nằm trên đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh, có quy mô rộng khoảng 3.000 m2, được cho là của một phó thống đốc ngân hàng nhà nước vừa về hưu. Qua nguồn tin riêng, hồ sơ đất đai căn biệt thự tại Hóc Môn là do bà Trần Thị Tê sở hữu từ năm 2013, gồm 5 thửa. Bà Tê là vợ của một nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Năm 2015, chủ khu đất xin giấy phép xây dựng và có chuyển mục đích sử dụng một phần đất hoàn công do nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và vợ cùng đứng tên. Về căn biệt thự tại Bình Chánh, trao đổi với phóng viên báo Người Lao động, ông Nguyễn Văn Phụng, bí thư huyện ủy Bình Chánh cho biết, qua báo cáo sơ bộ từ thanh tra huyện phòng và quản lý đô thị, ủy ban nhân dân huyện, biệt thự này xây dựng đúng với giấy phép xây dựng và khu đất do con gái ông Thờ, nguyên phó thống đốc ngân hàng nhà nước sở hữu, tên là Nguyễn Phước Thiên A, sinh năm 1995, tổng diện tích gần 3.000 m2, nhưng trừ lộ giới còn 2.300 m2, ông Phụng nói. Xác minh biệt phủ nghi của nguyên lãnh đạo ngân hàng nhà nước. Một biệt phủ hoành tráng tại trung tâm huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, được nghi là của một nguyên lãnh đạo ngân hàng nhà nước, khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Liên quan đến thông tin biệt phủ tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, được nghi là của một nguyên lãnh đạo ngân hàng nhà nước, ông Nguyễn Văn Phụng, bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo kiểm tra. Ông Phụng cho hay đã yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra báo cáo về sự việc.
Trả lời về việc khu đất biệt phủ này có sử dụng đất đúng mục đích xây dựng và đúng quy định hay không, ông Phụng nói bước đầu được báo cáo là xây dựng có giấy phép. Còn những vấn đề cụ thể liên quan, chúng tôi đang tổ chức kiểm tra, ông Phụng nói. Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin, hình ảnh và một số nghi vấn liên quan đến một biệt phủ hoành tráng tại trung tâm huyện Bình Chánh, được cho là của một nguyên lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã về hưu.